Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Nếu quý vị thấy thông tin là hữu ích, để ủng hộ cho chương trình, rất mong quý vị nhấn nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Và bây giờ tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý sau đây. Nga tấn công gần biên giới Ba Lan, ngăn chặn đoàn xe viện trợ, thành phố cảng Maripo quay cuồng trong hỗn loạn. Hoa Kỳ gấp rút mua 200 triệu đô la Mỹ vũ khí cho quốc phòng Ukraine. Giám đốc cơ quan không gian Nga dọa sẽ bỏ lại phi hành gia Mỹ trên trạm không gian. Người Anh nhận được 350 bản Anh một tháng từ chính phủ để mở cửa nhà cho người tị nạn Ukraine. Ông Putin công khai kêu gọi tuyển lính ngoại quốc giúp Nga ở Ukraine. Kosha chỉ trích NATO sau vụ máy bay không người lái do Nga sản xuất bị rơi ở Kosha. Không tiền mặt và không có chuyến bay trở về nhà, hàng ngàn du khách Nga bị mắc kẹt tại Thái Lan. Ông chủ câu lạc bộ bóng đá Chelsea bị truất quyền điều hành câu lạc bộ. Hoa Kỳ sẽ không trục xuất trẻ em nhập cư, không có người đi kèm sau khi thay đổi chính sách. Nghiên cứu cho thấy những người có khả năng miễn dịch với chủng COVID-19 ban đầu có thể có một số biện pháp bảo vệ chống lại Omicron. Tại Việt Nam, một bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu đã tử vong. Sở thú Đài Bắc đưa hai con gấu trúc bị béo phì vào chế độ ăn kiêng, giảm cân và tập thể dục bắt buộc. Những thứ mà bạn không nên dọn dẹp bằng máy hút bụi sau đây là bản tin chi tiết, mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Nga tấn công gần biên giới Ba Lan, ngăn chặn đoàn xe viện trợ. Thành phố cảng Mariupol quay cuồng trong hỗn loạn. Các lực lượng Nga đã tấn công một căn cứ huấn luyện quân sự ở miền Tây của Ukraine vào ngày Chủ nhật, đưa cuộc tấn công của họ đến gần với biên giới Ba Lan. Chính quyền của khu vực cho biết 8 tên lửa đã được bắn vào phạm vi quân sự Yarovit cách Lviv 30 km về phía Bắc phạm vi là 35 km từ biên giới của Ukraine với Ba Lan. Hôm thứ Bảy, Nga đã bắn phá các thành phố trên khắp Ukraine và tấn công Mariupol ở phía nam, pháo kích vào vùng ngoại ô của thủ đô Kiev và cản trở nỗ lực của những người cố gắng chạy trốn chiến tranh. Các lực lượng Nga đã tấn công thành phố cảng Mariupol của Ukraine, pháo kích vào vùng thành phố khi mà người dân ẩn náo trong một nhà thờ hồi giáo mang tính biểu tượng và nhiều nơi khác để tránh các vụ nổ, giao tranh cũng bùng phát dữ dội ở ngoại ô của thủ đô Kiev khi mà Nga tiếp tục bắn phá các thành phố khác trên khắp Ukraine. Mariupol đã phải chịu đựng một hình phạt tồi tệ nhất kể từ khi Nga xâm lược. Họ đã không ngừng ngăn cả những nỗ lực để đưa thực phẩm, nước uống và thuốc men vào thành phố của 430.000 người và những nỗ lực di tản dân thường bị mắc kẹt. Đã có hơn 1.500 người chết ở Mariupol trong cuộc bao vây và cuộc pháo kích thậm chí còn làm gián đoạn nỗ lực chôn cất những người chết trong các ngôi mộ tập thể. Các cuộc đàm phán nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn một lần nữa đã thất bại vào ngày thứ bảy, trong khi Mỹ công bố kế hoạch cung cấp thêm 200 triệu mỹ kim cho Ukraine để mua vũ khí. Một quan chức ngoại giao cấp cao của Nga đã cảnh báo rằng Moscow có thể sẽ tấn công vào các lô hàng thiết bị quân sự của nước ngoài. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cáo buộc Nga sử dụng một giai đoạn khủng bố mới khi giam giữ một thị trưởng từ thành phố ở phía tây của Mariupol. Một quan chức của Ukraine cho biết, binh sĩ Nga đã cướp đi một đoàn xe nhân đạo đang cố gắng tiếp cận Mariupol và chặn một đoàn xe khác. Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã chiếm được vùng ngoại ô ở phía đông của Mariupol, siết chặt vòng vây cản chiến lược của họ việc chiếm giữ Mariupol và các cảng khác trên biển Azov có thể cho phép Nga thiết lập một hành lang đất liền với bán đảo Crimea mà nước này đã chiếm giữ từ Ukraine vào năm 2014. Họ đang ném bom vào Mariupol 24 giờ một ngày và phóng tên lửa. Đó là sự hận thù. Họ giết trẻ em, Tổng thống Zelensky nói trong một bài phát biểu qua video. Tổng thống Zelensky đã khuyến khích người dân tiếp tục chống trả vào cuối ngày thứ Bảy Ông Zelensky báo cáo rằng đã có 1.300 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào ngày 24 tháng 2. Ông Zelensky một lần nữa phàn nàn việc NATO từ chối tuyên bố vùng cấm bay đối với Ukraine và cho biết Ukraine đã tìm cách mua sắm các khí tài phòng không, mặc dù ông không cho biết chi tiết. Ngoài ra, ông cũng cáo buộc Nga đã bắt giữ thị trưởng Melitopol, thành phố cách Mariupol 129 km về phía Tây, nhà lãnh đạo Ukraine đã kêu gọi các lực lượng Nga chú ý tới những lời yêu cầu thả thị trưởng từ những người biểu tình ở thành phố bị chiếm đóng. Tại nhiều khu vực xung quanh Kiev, các lực lượng pháo kích đã khiến cho người dân phải nháo nhào tìm nơi trú ẩn khi tiếng còi báo động của cuộc không kích vang lên. Bộ Quốc phòng của Ukraine hôm thứ Bảy cho biết một đoàn xe hàng trăm người đang chạy khỏi Peremoha, cách Kiev khoảng 20 km về phía đông bắc, buộc phải quay trở lại khi mà các lực lượng Nga pháo kích khiến cho 7 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em. Moscow trước đó đã tuyên bố sẽ thiết lập các hành lang nhân đạo bên ngoài khu vực xung đột, nhưng mà các quan chức Ukraine cáo buộc Nga đã phá vỡ các con đường đó và bắn vào dân thường. Phó thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk cho biết chỉ 9 trong số 14 hành lang đã được thỏa thuận mở cửa vào ngày thứ bảy và khoảng 13.000 người đã có thể di tản tại khắp nước Ukraine. Tổng thống Zelensky hôm thứ bảy nói rằng Nga cần phải ném bom theo kiểu rải thảm tại Kiev và giết người dân của họ mới có thể chiếm được thành phố. Trong khi đó thì các nhà lãnh đạo Pháp và Đức đã nói chuyện hôm thứ bảy với tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc nỗ lực không thành công để đạt được một lệnh ngừng bắn. Theo điện Kremlin thì Putin đã đưa ra các điều khoản chấm dứt chiến tranh để chấm dứt hành động thu địch. Moscow yêu cầu Ukraine từ bỏ nỗ lực gia nhập vào NATO và áp dụng quy chế trung lập. Thưa những chủ quyền của Nga đối với Crimea mà nước này đã sát nhập từ Ukraine vào năm 2014 và công nhận nền độc lập của các khu vực ly khai ở phía đông Ukraine và đồng ý phi quân sự hóa trong một diễn biến khác, việc nguồn cung cấp về điện, khí đốt và nước của cảng Mariupol bị cắt đứt. Các nhân viên cứu trợ và chính quyền Ukraine đã mô tả một thảm họa nhân đạo đang diễn ra. Nhóm viện trợ bác sĩ không biên giới cho biết, cư dân Mariupol đang chết dần vì thiếu thuốc và đang tháo đường ống suối để lấy nước uống. Lực lượng Nga đã tấn công ít nhất 20 bệnh viện và cơ sở y tế, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Chính phủ Nga còn cho biết hàng ngàn binh sĩ của cả hai bên đã thiệt mạng cùng với nhiều dân thường, trong đó có ít nhất 79 trẻ em Ukraine. Moldova, một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu, đã tiếp nhận gần 100.000 người tị nạn từ Ukraine, tương đương với 4% dân số. Ít nhất 2,5 triệu người đã chạy khỏi Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược nước này. giám đốc cơ quan không gian Nga dọa sẽ bỏ lại phi hành gia Mỹ trên trạm không gian. Số phận của một phi hành gia Hoa Kỳ vẫn chưa chắc chắn sau khi người đứng đầu cơ quan không gian Nga đe dọa sẽ bỏ rơi anh ta trên trạm không gian quốc tế ISS. Phi hành gia NASA Mark Van Hey đã lên kế hoạch hạ cánh xuống Kazakhstan cùng với hai phi hành gia người Nga trên tàu vũ trụ Soyuz của Nga vào ngày 30 tháng 3 năm 2022 nhưng một video ngày 26 tháng 2 từ giám đốc cơ quan không gian nga Dmitry Rogozin đã đưa ra lời đe dọa sẽ bỏ lại phía hành gia hoa kỳ Van Hight trong không gian và thậm chí tách biệt các bộ phận của nga và mỹ trong thí nghiệm quỹ đạo giám đốc cơ quan không gian ông Rogozin đã trả lời các bình luận từ tổng thống hoa kỳ Joe Biden vào ngày 24 tháng 2 cho biết các lệnh trừng phạt chống lại Nga sẽ làm suy giảm ngành công nghiệp hàng không vũ trụ của họ và bao gồm cả chương trình không gian của họ, được gọi là Roscosmos. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 5 tháng 3, một hãng thông tấn nhà nước của Nga đã mô tả sự bắt bẻ của ông Rogozin như là một trò đùa. Các trang Telegram và Twitter của Rogozin đầy rẫy những thông tin sai lệch và tuyên truyền nhà nước và ông ta dường như cũng đã đe dọa để cho trạm không gian quốc tế ISS đâm vào Mỹ, châu Âu, Ấn Độ và Trung Quốc. Mỹ đã phụ thuộc rất nhiều vào Nga để tiếp cận trạm không gian quốc tế ISS kể từ khi tàu vũ trụ con thoi cuối cùng của NASA bay vào năm 2011. Kể từ năm 2020 thì NASA cũng đã thuê các công ty tư nhân như là SpaceX để đưa các phi hành gia lên ISS, quỹ đạo quay quanh trái đất ở khoảng cách trung bình 420 km. Các mảnh đầu tiên của ISS được phóng vào năm 1998. Năm 2001, một phi hành gia người Mỹ và hai người Nga đã trở thành cư dân đầu tiên của nó. Mặc dù được chia thành các phần của Hoa Kỳ và Nga, ISS từ lâu được coi là biểu tượng của quan hệ đối tác khoa học giữa hai đối thủ địa chính trị. Và năm ngoái, Nga đã thông báo họ sẽ rút khỏi ISS vào năm 2025 vào tháng Giêng, NASA đã tiết lộ kế hoạch ngưng hoạt động của ISS vào năm 2031 và đưa nó lao xuống Nam Thái Bình Dương. Phi hành gia Van Hay đã đến ISS vào ngày 9 tháng 4 năm 2021. Tuần tới, anh ấy sẽ phá kỷ lục của Scott Kelly về thời gian ở trong không gian lâu nhất của một phi hành gia Hoa Kỳ. Tính cả Van Hay thì hiện nay có 7 người trên ISS, 4 người Mỹ, 2 người Nga và 1 người Đức. NASA đã không phản hồi lại nhận xét của Rogozin và nói rằng họ hy vọng ven sẽ quay trở lại trái đất trên tàu vũ trụ của Nga theo kế hoạch sau chuyến bay vũ trụ kéo dài 355 ngày. Chuyến bay vũ trụ dài nhất từng được hoàn thành bởi nhà du hành vũ trụ người Nga Valery Polyakov vào năm 1995 sau 437 ngày trên trạm vũ trụ Mir. Viện dẫn các lệnh trừng phạt hồi đầu tháng, Nga đã hủy bỏ một vụ phóng cho một công ty vệ tinh của Anh. Hoa Kỳ vào thứ Bảy cho biết họ sẽ gấp rút cung cấp thêm 200 triệu đô la Mỹ cho các loại vũ khí cỡ nhỏ, vũ khí chống xe tăng và vũ khí phòng không cho Ukraine. Động thái này diễn ra khi các quan chức Ukraine đang cầu xin thêm thiết bị để phòng thủ trước các cuộc pháo kích dữ dội của lực lượng Nga. Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Bảy đã cho phép hỗ trợ an ninh bổ sung, mở đường cho việc vận chuyển ngay lập tức thiết bị quân sự mới tới Ukraine. Quyết định của Tổng thống Biden nâng tổng số viện trợ an ninh mà Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine lên 1,2 tỷ đô la Mỹ kể từ tháng 1 năm 2021 và lên 3,2 tỷ đô la Mỹ kể từ năm 2014 khi Nga sáp nhập khu vực Crimea của Ukraine. Trong một bản ghi nhớ với Ngoại trưởng Antony Blinken, Tổng thống Biden đã chỉ đạo rằng có tới 200 triệu đô la Mỹ được phân bổ thông qua đạo luật hỗ trợ nước ngoài sẽ được chỉ định cho quốc phòng Ukraine. Số tiền này có thể được sử dụng cho vũ khí và các vật phẩm khác từ kho của Bộ Quốc phòng, cũng như là giáo dục và đào tạo quân sự để giúp Ukraine chống lại cuộc tấn công của Nga, hiện đã ở trong tuần thứ ba. Vào tối thứ Năm, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 13,6 tỷ đô la cho Ukraine, như một phần trong dự luật trị giá 1.500 tỷ đô la của chính phủ Hoa Kỳ. Tính đến tháng 9, Người Anh sẽ nhận được 350 bản Anh mỗi một tháng từ chính phủ để mở cửa nhà cho người tị nạn Ukraine. Những người Anh mà mở cửa nhà của họ cho những người tị nạn Ukraine chạy trốn khỏi cuộc xâm lược của Nga sẽ nhận được khoản thanh toán, cảm ơn là 350 bản Anh mỗi một tháng. Chính phủ Anh đã công bố kế hoạch này vào tối thứ Bảy. Kế hoạch những ngôi nhà cho Ukraine sẽ được triển khai trong tuần này sẽ cho phép các cá nhân, tổ chức từ thiện, nhóm cộng đồng và doanh nghiệp đưa những người chạy trốn khỏi chiến tranh đến nơi an toàn, ngay cả khi họ không có quan hệ nào với Vương quốc Anh. Các nhà tài trợ có thể đề cử một cá nhân hoặc là gia đình người Ukraine được nêu tên ở cùng với họ trong nhà của họ, hoặc là cung cấp một bất động sản riêng để họ sử dụng miễn phí. Kế hoạch này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Anh đang phải đối mặt với những lời chỉ trích về tốc độ và quy mô của những nỗ lực đưa những người Ukraine bỏ trốn đến Vương quốc Anh. Những người bảo trợ người tị nạn thông qua tuyến đường mới này chưa được khai thác sẽ phải cam kết với chương trình trong thời gian tối thiểu là 6 tháng, nhưng được khuyến khích duy trì đề nghị càng lâu càng tốt. Những người cung cấp nhà ở sẽ được kiểm tra và các ứng viên Ukraine sẽ phải trải qua kiểm tra an ninh. Một trang web thu thập các biểu hiện quan tâm sẽ ra mắt vào thứ hai. Chính phủ cho biết họ cũng đang nỗ lực để tạo điều kiện cho các cộng đồng, khu vực tình nguyện và các tổ chức từ thiện và tôn giáo tài trợ cho các nhóm người Ukraine. Bộ trưởng nội các là ông Michael Gove cho biết Vương quốc Anh đứng sau hỗ trợ Ukraine trong giờ đen tối nhất của họ và kêu gọi mọi người tham gia nỗ lực quốc gia để giúp đỡ những người tị nạn. Ông Goff cũng đang kêu gọi thu giữ các dinh thự trị giá hàng triệu bản Anh của các nhà tài phiệt Nga và sử dụng để làm nơi ở cho những người tị nạn Ukraine như một sự đánh trả, theo tờ Mail on Sunday. Những người Ukraine có người bảo trợ sẽ được phép ở lại Vương quốc Anh 3 năm với quyền làm việc và tiếp cận các dịch vụ công. Bộ trưởng Giáo dục là Nazim Zahawi hôm thứ bảy đã thông báo rằng các bài học trực tuyến sẽ được cung cấp cho 100.000 học sinh tị nạn khi các em chuyển sang cuộc sống và sự an toàn ở Anh. Trong khi đó tại Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa chính thức kêu gọi tình nguyện quân nước ngoài tới giúp Nga đánh lại quân đội Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, Ông nói, người nước ngoài nào muốn chiến đấu cùng quân Nga chống Ukraine thì cần được cho phép. Bộ trưởng Quốc phòng Nga là Sergei Shoigu nói, có tới 16.000 quân tình nguyện ở Trung Đông sẵn sàng chiến đấu sát cánh cùng quân Nga. Thất nghiệp và cần thu nhập Tin về nỗ lực của Nga muốn tuyển lính từ nước đồng minh Syria đem về Ukraine nhằm tiến đánh các đô thị, được một loạt báo quốc tế và khu vực đăng tải Đầu tiên là tin từ trang báo Mỹ, The Wall Street Journal, trích nguồn ngũ giác đài, nói một số chiến binh Syria đã được huấn luyện tại Nga trước chiến dịch Ukraine. Nay thì báo Nhật là tờ Nikkei Asian Review, qua bài của hai phóng viên Rio Nakamura và Momoko Kidera ngày 9 tháng 3, nói rằng Nga sẵn sàng trả 400 đô la Mỹ một tuần để tuyển lính đánh thuê từ Syria và Iraq. Đài báo Nga từng khoe có 12.000 quân Chechen được Nga tung vào cuộc chiến ở Ukraine. Điều này ngay lập tức khiến một phần dư luận Đông Âu phẫn nộ. Nay, tin về khả năng Nga mời quân Syria sang châu Âu tham chiến sẽ khiến các giới chức láng giềng NATO của Nga và Ukraine phải đánh giá lại tầm vóc sắc tộc, tôn giáo của cuộc chiến. Vẫn theo All Arab News, thì người Syria không muốn liên quan gì tới chính trị của Nga ở châu Âu nhưng chấp nhận đi lính cho Nga vì thất nghiệp, giá sinh hoạt trong nước rất cao. Đội quân đánh thuê tư nhân Wagner Group có liên hệ với Putin cũng đang tuyển mộ lính tráng từ Trung Đông để phục vụ cuộc chiến ở Ukraine, theo All Arab News. Các báo ở Ba Lan cho rằng Nga chuẩn bị cho trận đánh chiếm Kiev và các đội quân đánh thuê có thể được dùng cho các đợt tiến chiếm đô thị mà họ đã quen ở Syria. Những đợt tiến quân của Nga vào đô thị Ukraine gần đây bị chừng lại vì sức kháng cự mạnh. Hiện nay thì có hàng ngàn tình nguyện viên từ các nước châu Âu và Hoa Kỳ đã tới giúp Ukraine. Họ có thể cầm súng trong quân đội Ukraine hoặc làm lính cứu thương và cứu hỏa. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói Ukraine đã có 16.000 tình nguyện viên cho chiến sự đến từ nước ngoài. Đây là câu chuyện gây lo ngại cho việc quốc tế hóa cuộc chiến ở Ukraine như nội chiến Tây Ban Nha hồi thập niên năm 1930. Croatia chỉ trích NATO sau vụ máy bay không người lái do Nga sản xuất bị rơi ở Croatia. Hôm thứ Bảy, các quan chức Croatia đã chỉ trích NATO vì phản ứng chậm chạp của liên minh quân sự này trước việc một máy bay quân sự không người lái dường như đã bay từ vùng chiến sự Ukraine qua không phận của ba quốc gia thành viên NATO trước khi bị rơi ở thủ đô của Croatia. Máy bay không người lái TU-141 Street thời Liên Xô do Nga sản xuất đã băng qua Romania và Hungary trước khi tiến vào Croatia và lao xuống một cánh đồng gần ký túc xá sinh viên vào cuối ngày thứ năm. Khoảng 40 xe hơi đang đậu đã bị hư hỏng nhưng không ai bị thương sau một tiếng nổ lớn. Trước đó thì các nhà chức trách quốc phòng Romania cho biết máy bay không người lái đã ở không phận của Romania chỉ 3 phút sau khi bay từ Ukraine nên rất khó bị đánh chặn nato cho biết hệ thống phòng không và tên lửa tích hợp của liên minh đã theo dõi đường bay của vật thể nhưng thủ tướng croatia cho biết các nhà chức trách của croatia đã không được thông báo về điều đó và nato chỉ phản ứng sau khi các nhà báo đưa ra câu hỏi thủ tướng croatia đã kêu gọi các nhà chức trách hungary mở một cuộc điều tra về lý do tại sao lực lượng phòng thủ của họ dường như không nhận thấy máy bay không người lái này cả nga và ukraine đều phủ nhận họ đã phóng máy bay không người lái các chuyên gia quân sự cho biết Ukraine là nhà khai thác duy nhất hiện nay của chiếc Tu-141, loại máy bay có sải cánh dài 4 mét và chỉ nặng hơn 6 tấn. Không có tiền mặt, không có chuyến bay trở về nhà, hàng ngàn du khách Nga bị mắc kẹt tại Thái Lan. Hàng ngàn du khách Nga hiện đang bị mắc kẹt tại khu nghỉ mát bãi biển của Thái Lan vì cuộc chiến ở Ukraine nhiều người không thể thanh toán hóa lương trở về nhà vì lệnh trừng phạt và các chuyến bay bị hủy. Có khoảng 6.500 du khách nga và 1.000 người Ukraine hiện nay đang bị kẹt ở Phuket, Surat Thani, Krabi và Pattaya, là bốn địa điểm đến nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng ở Thái Lan. Cuộc khủng hoảng ở châu Âu cũng đặt ra một khó khăn trong các kế hoạch phục hồi cho ngành du lịch của quốc gia Đông Nam Á vốn đã đón nhiều du khách từ Nga hơn từ bất kỳ nước láng giềng nào trước khi đại dịch xảy ra. Khoảng 17.599 người Nga chiếm lượng khách lớn nhất trong tháng 2, với tỷ lệ 8,6% trong tổng số 203.970 người. Sau cuộc tấn công vào Ukraine của Nga thì vào ngày 24 tháng 2, con số đó là giảm đáng kể. Theo ông Du Thanh Sát Superson thống đốc của Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết du khách Nga bị mắc kẹt tại Thái Lan hiện đang phải đối mặt với hai vấn đề chính, đó là việc hủy chuyến bay về nước của các hãng hàng không đã ngưng bay đến Nga và bị đình chỉ các dịch vụ tài chính, nhất là khi các công ty thẻ tín dụng đã tham gia các lệnh trừng phạt chống lại Moscow. Trong khi hầu hết các chuyến bay trực tiếp từ Nga đã bị đình chỉ, ông xác cho biết các nỗ lực cũng đang được thực hiện để tìm ra các phương thức thanh toán thay thế cho khách du lịch Nga. Các nhà chức trách Thái Lan vào cuối năm nay dự kiến sẽ dỡ bỏ hầu hết các quy định kiểm dịch và xét nghiệm đã áp dụng để chống lại sự lây lan của virus. Điều này sẽ giúp cho khách nước ngoài nhập cảnh dễ dàng hơn. Tờ Bangkok Post dẫn lời ông Yuthasak cho biết, Thái Lan có thể sẽ hạ mục tiêu về lượng khách du lịch và doanh thu trong năm nay do tác động của giá giàu tăng và lạm phát lên du lịch toàn cầu. Ông chủ của Chelsea bị truất quyền điều hành câu lạc bộ bóng đá. Ban tổ chức Premier League hôm thứ bảy đã quyết định cấm ông Roman Abramovich điều hành Chelsea sau khi ông chủ của câu lạc bộ đã bị chính phủ Anh trừng phạt vì cuộc chiến của Nga với Ukraine. Việc ban lãnh đạo liên đoàn quyết định truất quyền điều hành của nhà tài phiệt người Nga đã chấm dứt 19 năm điều hành của ông ở câu lạc bộ phía Tây London. Mặc dù điều này đã không gây ảnh hưởng đến các cầu thủ Chelsea câu lạc bộ vẫn có thể tiếp tục hoạt động theo giấy phép được cấp bởi chính phủ Anh. Trước khi áp đặt các lệnh trừng phạt, ông Ibrahimovic hồi tuần trước đã tuyên bố rằng ông sẽ giao bán Chelsea. Ban đầu, Ibrahimovic hy vọng sẽ chuyển số tiền thu được sang một quỹ mới cho các nạn nhân của cuộc chiến ở Ukraine tuy nhiên chính phủ anh đã quyết định chỉ trừng phạt một vụ mua bán không có lợi cho Ibramovic nhằm siết chặt lệnh trừng phạt lên các cá nhân có ảnh hưởng mà họ coi là tạo điều kiện cho chế độ của Putin một số người hâm mộ Chelsea đã tiếp tục đứng phía ông Ibramovic trong suốt hai tuần diễn ra cuộc chiến trong trận đấu mà liên đoàn bóng đá mong muốn thông qua nó sẽ thể hiện tính đoàn kết với Ukraine và các nạn nhân trong cuộc chiến người hâm mộ Chelsea thậm chí còn hô vang tên của ông. Việc ông Ibrahimovic bị Premier League trước quyền điều hành đã ngăn chặn triều đại của chủ sở hữu tỷ phú nước ngoài đầu tiên của giải đấu, người có tài sản biến Chelsea thành một trong những câu lạc bộ chi tiêu nhiều nhất ở châu Âu và là một trong những đội bóng thành công nhất tại Premier League. Hoa Kỳ sẽ không trục xuất trẻ em nhập cư, không có người đi kèm sau khi thay đổi chính sách. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nới lỏng chính sách biên giới gây tranh cãi từ thời cựu Tổng thống Donald Trump. Điều này đồng nghĩa với việc trẻ em di cư không có người đi kèm sẽ không bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ cho biết vào đầu ngày thứ Bảy, giám đốc của CDC sẽ chấm dứt một lệnh theo tiêu đề 42 đình chỉ quyền giới thiệu một số người nhất định vào Hoa Kỳ. Trên thực tế thì điều này có nghĩa là trẻ em không có người đi kèm sẽ không bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ, theo lệnh của CDC. Lệnh tiêu đề 42 được CBC ban hành vào tháng 3 năm 2020, khi bắt đầu đại dịch COVID-19. Theo đó cho phép các nhà chức trách Hoa Kỳ trục xuất nhanh chóng các gia đình di cư qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico mà không có cơ hội tị nạn ở Hoa Kỳ. Trong một lệnh riêng dài 21 trang biện minh cho quyết định chấm dứt tiêu đề 42, dành cho trẻ em không có người đi kèm. Giám đốc CDC đã trích dẫn sự sụt giảm số ca COVID-19 gần đây trên cả nước và tỷ lệ tiêm chủng tăng ở Hoa Kỳ, cũng như ở các quốc gia của những người di cư đến biên giới phía Nam. Tổng thống Biden vào đầu nhiệm kỳ của tổng thống của mình đã miễn trừ chính sách trục xuất trẻ em không có người đi kèm. Nhưng một thẩm phán liên bang ở Texas đã phán quyết vào ngày 4 tháng 3 rằng không thể loại trừ trả vị thành niên trong một vụ kiện do bang Texas chống lại chính quyền. Phán quyết của bang Texas đã gây áp lực lên chính quyền để xem xét liệu có hủy bỏ hoàn toàn lệnh này hay không. Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng những người có được khả năng miễn dịch với chủng SARS-CoV-2 ban đầu là loại virus gây ra COVID-19 có thể có một số biện pháp bảo vệ chống lại biến thể Omicron. Nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu quốc tế từ Đại học Johns Hopkins Medicine báo cáo rằng những người đã được tiêm chủng hoặc là tiếp xúc với bệnh nhiễm trùng có một số mức độ bảo vệ chống lại Omicron vì các đột biến của nó không được tìm thấy trong các bộ phận của virus kích động miễn dịch tế bào phản ứng. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng phát hiện của họ chỉ liên quan đến một loại phản ứng miễn dịch tế bào. Do đó, họ cho rằng có thể phản ứng miễn dịch liên quan đến kháng thể đã bị thất bại khi Omicron gây ra các bệnh nhiễm trùng đột phá. Các phát hiện đã được công bố vào đầu tháng này trên MBO là một tạp chí khoa học được bình duyệt từ Hiệp hội Vi sinh vật học Hoa Kỳ. Các nhà nghiên cứu cho biết, nghiên cứu củng cố những phát hiện khác ở Hoa Kỳ và Nam Phi đã cho kết quả tương tự đối với những người trước đây đã bị nhiễm hoặc là tiêm vaccine chống lại chủng COVID-19 ban đầu. Trong khi các phát hiện cho thấy khả năng miễn dịch được duy trì từ chủng Covid-19 ban đầu thông qua các biến thể tiếp theo của nó, các tác giả của nghiên cứu cho biết cần phải nghiên cứu thêm để xác định đầy đủ lý do tại sao những người được bảo vệ này vẫn có thể bị nhiễm bệnh do Omicron. Chuyển sang bản tin liên quan Việt Nam. Trong một bản tin rất thương tâm, Bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu đã tử vong. Vào tối ngày thứ Bảy, bé gái 3 tuổi trong vụ bị người tình của mẹ dùng đinh găm vào đầu đã qua đời sau gần 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Sanpon, tại Hà Nội. Theo bác sĩ trực tiếp điều trị cho bé gái cho biết, bé đã nhập viện trong tình trạng tổn thương não nặng, không đáp ứng điều trị. Hơn 2 tháng qua, các bác sĩ Bệnh viện Sanpon đã hội chẩn với đồng nghiệp thuộc các bệnh viện khác để nỗ lực điều trị. Xong, do tình trạng quá nặng, bé đã tử vong tối nay, bác sĩ cho hay. Trước đó, vào chiều ngày 17 tháng 1, bé gái đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, co giật toàn thân. Khi khám sơ bộ thì bác sĩ phát hiện tay phải của bé đã được bó bột 2 tuần. Chẩn đoán ban đầu là bị viêm màng não. Có 9 chiếc đinh găm ở đầu khiến sưng tấy 3 tháng trước đó thì bé gái đã nhập viện 4 lần do vết thương ở mũi, nuốt 3 đinh vít, gãy tay và ngộ độc thuốc trừ sâu. Trong đó thì lần nặng nhất liên quan đến thuốc trừ sâu, bé đã hôn mê, nằm viện nhiều ngày. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt giữ Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi để làm rõ nghi vấn dùng đinh hành hạ con riêng của người tình. Cập nhật về tình hình COVID tại Việt Nam. Bản tin Covid-19 của Bộ Y tế vào ngày 11 tháng 3 cho biết đã có 169.114 ca mắc Covid-19 mới, vĩnh phúc bổ sung hơn 19.300 ca. Trong ngày có 74.857 ca khỏi bệnh và 71 ca tử vong. Hà Nội có 31.899 ca mắc mới, tại Sài Gòn thì số ca mắc mới là 3.040 ca. Các địa phương khác có số ca mắc cao là Nghệ An có 11.057 ca.

tổng số ca được điều trị khỏi là 2 triệu 983.222 ca. Số bệnh nhân nặng đang được điều trị là 3.990 ca. Tổng số liều vaccine đã được tiêm ở Việt Nam cho đến nay là 199.277.592 liều. Những thứ mà bạn không nên dọn và bằng máy hút bụi. Chúng ta đều biết, máy hút bụi mang lại những công dụng tuyệt vời nó không chỉ có thể vệ sinh cho nền nhà xa sẽ mà còn có khả năng hút sạch bụi bẩn ở những nơi có không gian chật hẹp. Tuy nhiên, không phải bất kỳ thứ gì đều có thể sử dụng đến máy hút bụi. Sau đây là 13 thứ mà bạn không nên dọn dẹp hay là xử lý bằng máy hút bụi. Thứ nhất là thực phẩm ướt. Một số gia vị nhỏ rơi vương vãi trong bếp thì có thể làm sạch bằng máy hút bụi, chẳng hạn như là đường và muối. Còn đối với những thực phẩm khác, chẳng hạn như đồ tươi, đậu hầm hay là xà lách khoai tây thì lại không. Chúng có thể làm tắt ngãn máy hút bụi do kích thước và độ ẩm của chúng sẽ làm hư động cơ của máy hút bụi. Điều tồi tệ hơn là thực phẩm sẽ có thể làm hư bên trong máy hút của bạn và bắt đầu có mùi khó chịu khiến cho bạn phải tốn công vệ sinh máy hút bụi hơn. Thứ hai là bã cà phê đã qua sử dụng. Tất cả những người uống cà phê đều biết những khó khăn khi làm sạch máy pha cà phê cũ nhất là bã cà phê bã cà phê ướt rất khó làm sạch nhưng đừng biến máy hút bụi của bạn phải đảm nhận công việc này nguyên nhân là do bã cà phê có thể làm tắc nghẽn đường ống và làm hỏng động cơ tạo cơ hội cho nấm mốc phát triển bên trong máy hút bụi thứ ba là mảnh vụn từ thực vật nếu sử dụng máy hút bụi để hút lá hay là hoa héo rơi rải rác ở trong nhà điều này có thể dễ dàng làm tắc nghẽn máy hút bụi của bạn thay vào đó thì hãy nhặt chúng bằng tay Thứ tư là cho lò sưởi. Hút cho lò sưởi bằng máy hút bụi về cơ bản ngược lại với việc làm sạch. Vì các hạt bụi cho nó mịn đến mức có thể bị thổi bay ra khỏi mặt sau của máy hút bụi. Một lời khuyên dành cho bạn là nên phủ bả cà phê ướt lên chúng trước khi quét để bạn không hít phải bất kỳ loại bụi có thể gây hại nào. Thứ năm là bụi xây dựng. Việc sắp xếp lại căn nhà của bạn là một công việc lớn nhưng mà đừng cố gắng dọn dẹp bằng máy hút bụi giống như cho lò sưởi các mảnh vụn xây dựng được tạo thành từ các hạt mịn có thể đốt cháy động cơ máy hút bụi hoặc là phát tán trở vào không khí hãy dùng chổi để quét các hạt bụi này để giữ cho máy hút bụi được bền hơn cũng như là để bảo vệ cho sức khỏe của bạn thứ sáu là tiền xu và đồ chơi có kích thước nhỏ đây đều là những thứ mà bạn có thể không cố ý để cho máy hút bụi hút vào và đó là lý do tại sao điều quan trọng hơn là bạn phải kiểm tra từng tầng trong ngôi nhà trước khi nhấn nút nguồn. Các vật thể nhỏ bị hút lên có thể vỡ thành nhiều mảnh và khiến cho khung túi lọc bị rách hoặc là phá hỏng động cơ của máy hút bụi. Có khi cả ba yếu tố này đều có khả năng xảy ra cùng một lúc. Thứ bảy là chất lỏng. Hút sạch chất lỏng là một sai lầm đắt giá. Ít nhất điều đó sẽ khiến cho máy hút bụi của bạn gặp phải những hư hỏng nhất định hãy đầu tư vào một máy hút khô ướt được thiết kế để xử lý những vấn đề này nhưng có rất nhiều cách khác để làm sạch chất lỏng bị đổ như là sử dụng cây lau nhà khăn giấy khăn lau hoặc là khăn tắm thông thường và thứ tám là dây điện việc nhanh chóng hút bụi trên dây điện có thể không phải là một vấn đề lớn nếu mà thực hiện một cách nhanh chóng nhưng theo thời gian thì máy hút bụi có thể sẽ làm đứt bên ngoài dây điện và cuối cùng làm lộ các dây điện nguy hiểm bên trong thứ chín là đồ trang điểm phấn mắt phấn tạo khối kem nền phấn má hồng và thậm chí là những mảnh sông môi bị hỏng không thứ nào trong số này có thể biến mất trong máy hút bụi của bạn chúng có thể bị chảy ở bên trong máy và gây ra hư hỏng nghiêm trọng thứ mười là đất khi mà giày dép của các thành viên trong gia đình bị bám bụi bẩm bên trong ngôi nhà sạch sẽ của bạn chắc hẳn bạn sẽ muốn xử lý chúng ngay lập tức với chiếc máy hút bụi tuy nhiên đây là một ý tưởng sai lầm khi nó có thể làm bẩn tấm thảm hoặc là khiến cho các hạt bám sâu hơn vào vật liệu. Đất ướt cũng có thể gây ra các vấn đề cho động cơ của máy hút bụi. 11 là những mớ tóc vụn. Việc hút một lượng lớn tóc rơi rụng bằng máy hút bụi sẽ làm tắt nghẽn máy và bạn sẽ cần phải tháo rời tất cả các bộ phận để chỉ làm cho máy hút bụi hoạt động bình thường trở lại. Hãy tiết kiệm thời gian và công sức cho chính mình bằng cách quét sạch mớ tóc rụng đó hoặc là nếu chúng nằm trên tấm thảm thì bạn chỉ cần dùng tay để xử lý chúng. 12. Là giấy vụn Việc hút những đống giấy vụn cũng mang lại kết quả như việc hút mớ tóc, dẫn đến máy bị tắt và động cơ bị hư hỏng. Chỏi là giải pháp tốt nhất cho mớ hỗn độn này. Trừ khi giấy vụn nằm trên thảm, trong trường hợp đó thì bạn có thể chỉ cần dùng tay. 13 là mảnh thủy tinh lớn dọn dẹp mảnh vỡ thủy tinh vốn là công việc khó khăn và nguy hiểm, nhưng mà nếu xử lý bằng cách sử dụng máy hút bụi, chúng có thể làm hỏng bên trong máy của bạn. Hãy dọn dẹp những mảnh vỡ đó bằng tay và nhớ đeo găng tay dày nếu bạn sợ bị cắt trúng hoặc là chỉ cần dùng chổi và chịu khó dọn dẹp. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn tin tức cập nhật mới nhất và nổi bật trong ngày. Kính mời quý vị đăng ký kênh và đón theo dõi các video mới tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo sẽ là một số tin tức giải trí. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi với biên tập viên Thiên Hà và Nhân Nguyễn. đến với chuyên mục giải trí của tuần này mời quý vị theo dõi những bản tin chính như sau cung đảo và phong nha kẻ bàng được xếp vào danh sách những điểm đến tuyệt đẹp ít được biết đến ở châu á cậu bé 5 tuổi ở kington ontario quyên góp toàn bộ số tiền trong heo đất cho ukraine netflix sẽ sản xuất phim mới lấy bối cảnh tại việt nam sở thú đài bắc đưa hai con gấu trúc bị béo phì vào chế độ ăn kiêng giảm cân và tập thể dục bắt buộc. ca sĩ Crumbs vô tình tiết lộ sinh đứa con thứ hai với Elon Musk. đến với chuyên mục điểm phim mời quý vị theo dõi bộ phim Manchester by the Sea. Côn đảo và Phong nha kẻ bàn được xếp vào danh sách những điểm đến tuyệt đẹp ít được biết đến ở Châu Á. Tạp chí du lịch The Travel của Canada đã xếp quần đảo Côn Đảo và vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng vào danh sách 10 điểm đến tuyệt đẹp ít người biết đến ở châu Á. Theo tạp chí The Travel mô tả, Côn Đảo giờ đây là một thiên đường bãi biển yên bình với những rặng sen hô và rừng ngọc bích. Nằm cách Sài Gòn khoảng 230 km về phía đông nam, quần đảo Côn Đảo đã bị du khách bỏ qua trong nhiều năm cho đến khi cặp đôi Hollywood Brad Pitt và Angelina Jolie đã cùng các con đến thăm vào năm 2011, khiến cho hòn đảo được biết đến rộng rãi hơn trên toàn cầu. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã được UNESCO công nhận ở tỉnh Quảng Bình là nơi có rừng rậm bao bọc, những hang động thời tiền sử, dòng sông uốn lượn và núi được hình thành từ hàng triệu năm trước. Theo tạp chí The Travel mô tả, du khách nên lặn sông ngầm trong Sơn Đòn, một trong những hang động lớn nhất thế giới các hoạt động được gợi ý là chèo thuyền kayak dọc theo các con sông, gặp gỡ người dân địa phương và đi tham hiểm qua các hang động cổ. do những lo ngại về môi trường, chỉ có một số lượng du khách hạn chế được phép đến thăm sơn đòn hàng năm và Oxalis adventure là công ty lữ hành duy nhất được cấp phép tổ chức các chuyến du lịch đến hang động này. Cậu bé 5 tuổi ở Kingston, Ontario quyên góp toàn bộ số tiền trong heo đất cho Ukraine. Một cậu bé 5 tuổi ở Kingston, Ontario đang được sự cổ vũ nồng nhiệt từ các bạn cùng lớp sau khi cậu đã quyên góp gần như hết tất cả những gì mình có để hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh ở Ukraine. Cầm trên tay và đếm lại số tiền, chỉ hơn 20 đô la. Liam Moore nói rằng đó gần như là tất cả những gì mà cậu tích góp được trong chú heo đất của mình. Liam đã có một số tiền đó nhờ vào sự tiết kiệm và làm những công việc quan trọng theo như lời cậu mô tả. Cháu đã dọn dẹp nhà cửa và rửa chén để có được số tiền này. Nhưng cháu sẽ cho đi bởi vì Ukraine là nơi đang cần nhận được tiền quyên góp. Cậu bé 5 tuổi chia sẻ. Liam Moore hiện đang theo học tại trường tiểu học công giáo St. Paul, và cậu tìm hiểu về cuộc chiến Ukraine trong vài tuần qua. Sau khi nghe thấy về một cuộc quyên góp do học sinh đứng ra tổ chức tại trường, nhân dịp sự kiện Spirit Week, Liam đã trở về nhà và thảo luận với mẹ của mình về điều đó. Liam nói với tôi rằng thằng bé mong muốn những người ở Ukraine được bình an và có một nơi an toàn để sống. Trong thằng bé có vẻ thực sự hào hứng khi được tham gia và giúp đỡ. Mẹ của Liam chia sẻ, buổi cây quỷ là một sáng kiến của học sinh lớp 6 tại trường St. Theo đó, học sinh sẽ quyên góp số tiền và đổi lại, chúng có thể mặc bộ đồ ngủ hoặc đội mũ đến trường tùy thuộc vào các ngày trong tuần. Với những quyên góp như trường hợp này của cậu bé Liam, lớp học đã quyên góp được hơn 2.000 đô la, vượt qua mục tiêu 500 đô la ban đầu. Netflix sẽ sản xuất phim mới lấy bối cảnh tại Việt Nam. Bộ phim sắp ra mắt của Netflix có tựa đề A Tourist's Guide to Love, sẽ được quay tại Việt Nam vào tháng tới với sự tham gia của các ngôi sao trong nước và quốc tế. Theo đại diện của Netflix chia sẻ, khâu ghi hình sẽ bắt đầu vào tháng 4 tại 5 địa điểm du lịch của Việt Nam, bao gồm Đà Nẵng, Hội An, Hà Giang, Hà Nội và Sài Gòn. Bộ phim A Tourist's Guide to Love do Steven Sujida đạo diễn. Kịch bản được viết bởi Erin Hill, một người Mỹ gốc Việt thực hiện, lấy cảm hứng từ chính những chuyến du lịch của cô khi trở lại khám phá cội nguồn. Đây là tác phẩm điện ảnh quốc tế đầu tiên được quay tại Việt Nam kể từ khi Covid-19 bùng phát. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện về một nữ chuyên viên ngành du lịch. Sau khi bất ngờ chia tay người yêu, cô quyết định nhận nhiệm vụ tìm hiểu về ngành du lịch tại Việt Nam. Trong chuyến đi đó, cô đã vô tình phải lòng một hướng diễn viên du lịch người Việt. Từ đó, họ đã quyết định chờ một chiếc xe buýt du lịch để khám phá cuộc sống và tình yêu mà không theo những lối mòn đã định. Bộ phim A Tourist Guide to Love có sự tham gia của các ngôi sao nổi tiếng như nữ diễn viên người Mỹ Rachel Leigh Cook, nam diễn viên người Mỹ gốc Việt Scott Lee và hai nữ diễn viên gốc Việt là Trúc Trần và Lê Thiện. Sở thú ở Đài Bắc đưa hai con gấu trúc bị béo phì vào chế độ ăn kiêng giảm cân và tập thể dục bắt buộc. Theo các nhà chức trách cho biết, hai con gấu trúc ở vườn thú Đài Bắc đã được áp dụng một chế độ tập thể dục mới và một chế độ ăn kiêng giảm cân đặc biệt sau khi chúng đã trở nên béo phì. Hai con gấu trúc là Yuan Zai, 9 tuổi, và cô em gái Yuan Bo, nhỏ hơn 1 tuổi. Cặp chị em gấu trúc này là những điểm thu hút khách tham quan ở sở thú Đài Bắc. Cân nặng của cả hai con lần lượt là 115 kg và 70 kg. Yuan dài và Yuan Bo ra đời thông qua phương pháp thụ tinh nhân tạo. Ba mẹ của chúng là cặp gấu trúc được Trung Quốc tặng cho Đài Loan vào năm 2008. Phạm vi cân nặng lý tưởng của gấu trúc trưởng thành là từ 105 kg đến 110 kg. Béo phì có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cho gấu trúc như tăng huyết áp và tăng đường huyết trong cơ thể. Một tuyên bố của vườn thú cho biết các con vật hiện vẫn đang khỏe mạnh. Các biện pháp ăn kiêng và tập thể dục sẽ là ưu tiên trước mắt, được thiết kế giúp chúng đạt được cân nặng lý tưởng. Trong hành trình giảm cân của mình, cặp chị em gấu trúc này sẽ được áp dụng một chế độ ăn kiêng đặc biệt, ít muối, đường và chất béo. Kế hoạch ăn kiêng vẫn sẽ có nhiều protein, chúng sẽ được cho ăn những thứ như bánh mì hấp, ngô hoặc đậu tương cùng với chế độ ăn kiêng, cặp gấu trúc còn được khuyến khích tập thể dục và lối sống năng động hơn. Chúng cũng sẽ được khuyến khích chơi các trò chơi do người quản lý thiết kế để giúp chúng vận động và đốt cháy chất béo. Ca sĩ Grimes vô tình tiết lộ việc sinh đứa con thứ hai với Elon Musk. Mới đây, Nữ ca sĩ kim nhạc sĩ người Canada Grimes đã vô tình thông báo về việc cô và CEO của Tesla Elon Musk đã chào đón đứa con thứ hai của mình thông qua phương pháp mang thai hộ. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Vanity Fair, Grimes cho biết bé gái tên là Xadxiderio Musk đã chào đời vào tháng 12 năm ngoái. Cặp đôi cũng gọi con gái của họ là Y, tức là chữ cái y dài. Béo quai ra đời sau khi Grimes, 33 tuổi và Elon Musk, 50 tuổi xác nhận rằng họ đã chia tay nhau vào năm 2021, sau 3 năm hẹn hò. Về ý nghĩa tên của con gái mình, Grimes chia sẻ, Esa lấy cảm hứng từ khả năng siêu máy tính Esa Flux, khả năng thực hiện 1.000 triệu tỷ con tính trong một giây. Trong khi đó, Doc tượng trưng cho điều chưa biết từ cuối cùng trong tên của em bé, Sidereo có nghĩa chỉ hệ thống đo lường thời gian được các nhà thiên văn học sử dụng để xác định vị trí của các thiên thể. Từ này cũng liên tưởng đến Galadriel, nhân vật yêu thích của Grimes trong bộ truyện Lord of the Rings. Bé gái Esa Dark Musk, hay còn được gọi là Y, là con thứ bảy của Elon Musk và là con thứ hai của ông với nữ ca sĩ Grimes. Trước bé Y, cặp đôi đã có với nhau bé trai đầu lòng được gọi là East. Theo Grimes chia sẻ, mối quan hệ của cô và Elon Musk rất phức tạp. Họ sống trong những ngôi nhà khác nhau, nhưng nữ nghệ sĩ cho biết cô và Elon Musk dự định sinh thêm con, bởi cặp đôi đã luôn muốn có ít nhất 3 hoặc 4 đứa trẻ với nhau. Đến với chuyên mục điểm phim của tuần này, mời quý vị theo dõi bộ phim Manchester by the Sea. Manchester by the Sea là một bộ phim chính kịch của Mỹ, được công chiếu tại Liên hoan phim Sundance vào năm 2016. Bộ phim đã được Viện phim Mỹ bình chọn đây là một trong 10 bộ phim hay nhất năm 2016 và được đề cử cho nhiều giải thưởng, bao gồm giải Quả cầu vàng cho phim chính kịch hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính kịch xuất sắc nhất và kịch bản hay nhất. Manchester by the Sea là một câu chuyện về cuộc đời của Lee Chandler, một chàng trai đơn độc lặng lẽ khép kín và không giỏi giao tiếp chính vì điều này đã khiến cho lee ngày càng tách biệt với xã hội khi anh luôn từ chối mở lòng với thế giới bên ngoài cũng như gây ra không ít cãi vã giữa anh và ông chủ của mình vào một buổi chiều lee nhận được một cuộc gọi từ một người bạn báo tin anh trai của lee là joe đã nhập viện vì lên cơn đau tim tuy nhiên khi lee đến bệnh viện joe đã mất trước đó một tiếng đồng hồ từ đây cuộc sống của lee dần lệch khỏi nhịp sống bình thường khi anh phải nhận nuôi cháu trai của mình là Patrick, con trai của Joe. Sự kiện này khiến cho Lee trở về Manchester, nơi gắn liền với tình yêu, mất mát và nỗi đau thầm kín mà anh vẫn luôn chôn giấu. Manchester by the Sea là một bộ phim trầm lắng, kết hợp hài hòa giữa hiện tại và những hồi tưởng quá khứ. Bên cạnh kịch bản nhẹ nhàng, cảm động, cùng nhạc phim dây dứt, điểm sáng của bộ phim con năm ở diễn xuất nặng nề về tâm lý của dàn diễn viên trong phim, từ vai chính đến vai phụ. Manchester by the Sea hiện đang có mặt trên Prime Video. Sau đây là cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ Áp dụng cho ngày 12 tháng 3 năm 2022 như sau: 1 đô la Mỹ bằng 23.164 đồng Việt Nam. Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với đồng đô la Canada, áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu, có hiệu lực ngày 10 tháng 3 năm 2022 đến ngày 16 tháng 3 năm 2022 như sau: 1 Canada bằng 18.013 đồng Việt Nam. Trong khi đó thì theo Bank of Canada 1 Canada thì bằng 0,7862 đô la Mỹ và bằng 0,7184 đồng euro. Giá dầu thô WTI là 109,3 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 112,7 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng là 1987,99 đô la Mỹ một ounce. Và bây giờ chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện ngắn cuối tuần câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống đó là câu chuyện hai người ăn cấp cù với giọng đọc của Ngọc Yến. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Canada và Thế giới nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống. Tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Kính mời quý vị đón theo dõi. Chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn một Chủ nhật an lành và một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và nhiều may mắn. Hoàng Anh cùng nhóm biên tập xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin của ngày thứ hai. Câu chuyện cuối tuần Chuyện hai người ăn cắp cầu tại một vùng nông thôn nước mỹ có hai anh em nhà kia vì quá đói kém bần cùng đã rủ nhau đi ăn cắp cừu của nông dân trong vùng không may hai anh em bị bắt dân trong làng đưa ra một hình phạt là khắc lên trán tội nhân hai mẫu tự st có nghĩa là quân trộm cắp được viết tắt từ chữ stiller không chịu nổi sự nhục nhã này, người Anh đã trốn sang một vùng khác sinh sống, hồng chôn chặt dĩ vãng. Thế nhưng, anh chẳng bao giờ quên được nỗi nhục nhã mỗi khi ai đó hỏi anh về ý nghĩa hai chữ ST này. Còn người em, anh tự nói với bản thân mình, Tôi không thể từ bỏ sự tin cẩn của những người xung quanh và của chính tôi. Thế là, anh tiếp tục ở lại xứ sở của mình chẳng mấy chốc anh đã xây dựng cho mình một sự nghiệp cũng như tiếng thơm là một người nhân hậu anh sẵn sàng giúp đỡ người khác với tất cả những gì mình có thể tuy nhiên cho dẫu thời gian có qua đi hai mẫu tự st vẫn còn in dấu trên vầng trán của anh một ngày kia có một người lạ mặt hỏi một cụ già trong làng về ý nghĩa hai mẫu tự này Cụ già suy nghĩ một hồi rồi trả lời: "Tôi không biết rõ lai lịch của hai chữ viết tắt ấy, nhưng cứ nhìn vào cuộc sống của anh ta, tôi đoán hai chữ đó có nghĩa là người thánh thiện, là viết tắt từ từ saint." Đây là một câu chuyện cho chúng ta thấy hai người cùng sự khởi đầu giống nhau và cùng vấp ngã, nhưng cách mà họ nghĩ về quá khứ khác nhau một người thì luôn lấy quá khứ để dằn vặt về bản thân mình còn một người đối mặt với quá khứ và xem nó như một bài học kinh nghiệm và câu chuyện này cũng khuyên chúng ta nên rộng lượng bỏ qua những sai lầm của người khác trong quá khứ khi họ biết sai và làm lại